Buôn bán, vận chuyển, điều chế ma túy luôn mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Dù nhiều vụ án với nhiều tội phạm ma túy bị triệt phá, nhưng tệ nạn này vẫn diễn biến phức tạp. Để bảo vệ mình và hàng, những ông trùm ma túy luôn rất liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng để thoát thân. Xưởng chế biến ma túy trong căn hộ chung cư có vũ khí phòng thân. Sau quá trình theo dõi điều tra, công an đột kích một căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, bắt quả tang hai đối tượng cùng lượng lớn ma túy, khẩu súng tự chế, kiếm. Nơi đây thành lò trung chuyển và chế biến ma túy rồi tuôn ra thị trường tiêu thụ. Ngày 25 tháng 1 năm 2024, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thông tin vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy cùng các loại vũ khí súng tự chế, thanh kiếm. Qua công tác nắm bắt địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã âm thầm xác minh theo dõi. Sau khi được lãnh đạo cho xác lập chuyên án, Công an quận Ngũ Hành Sơn tập trung điều tra. Đến 23 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2024, ban chuyên án đột kích vào căn hộ tại chung cư MT, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang hai đối tượng Đoàn Phạm Quốc Huy 22 tuổi, ngụ tại phường Mỹ An và Huỳnh Tuấn Hải 20 tuổi, ngụ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam có hành vi vi phạm. Công an thu giữ gồm 44 viên thuốc lắc, 8 gói ma túy tổng hợp dạng ketamin, 1 gói ma túy đá, 1 hộp cần sa, 5 kg bột màu, 11 viên nén màu vàng, 1.000 vỏ bao ni lông in các nhãn hiệu Charlie, Kurs, Bình Khò, 3 cối chày để nghiền ma túy. Nơi ở của các đối tượng còn có khẩu súng tự chế và một thanh kiếm. Các đối tượng khai nhận mua số vũ khí này trên mạng, đưa về để phòng thân. Bước đầu, Huy và Hải khai nhận đã nhiều lần mua các loại ma túy trên về chế biến ra các loại sản phẩm ma túy bằng cách trộn nhiều hóa chất, tinh dầu và các loại ma túy tổng hợp rồi đem bán cho các đại lý, con nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Người ngoại quốc thủ súng, dựng lán trong rừng sâu để bán ma túy. Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây ma túy do tên tội phạm nguy hiểm mang quốc tịch nước ngoài cầm đầu trên đỉnh núi Pù Lôm, thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Những năm về trước, các đỉnh Pù Lôm được mệnh danh là thánh địa ma túy, nên nhiều nơi, các tên trùm sừng sỏ đều tìm về đây để kiếm nguồn hàng. Ma túy được những tên tội phạm người Lào mang sang dựng lán rải rác trên đỉnh và hoạt động như chợ. Theo đó, mỗi lán ma túy như thế đều có những tên đàn em trên tay luôn cầm một khẩu súng AK đứng cảnh giới xung quanh. Để xóa sổ được điểm nóng ma túy Pù Lôm, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã phải lên đây tổ chức những cuộc diễn tập vũ trang thì bọn tội phạm mới chịu rút sâu vào rừng để chuồn về nước. Về sau chỉ còn một số lán trại lén lút hoạt động nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an tấn công truy đuổi, đốt lán nên tình hình an ninh trật tự mới được lập lại. Qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm, các trinh sát công an huyện Tương Dương phát hiện có một đối tượng mang quốc tịch Lào kéo theo đàn em quay lại đỉnh Pù Lôm dựng lán bán ma túy. Tuy nhiên, việc tiếp cận tụ điểm ma túy này rất khó vì chúng hoạt động trên đỉnh núi. Trong tay tên tội phạm nào cũng được trang bị súng, lựu đạn và dao. Kiên trì điều tra xác minh thu thập thông tin các trinh sát nắm được, cầm đầu đường dây ma túy này là Vừ Trồng Ninh, sinh năm 1971, trú tại bản Nguôi, huyện Mường Pẹt, tỉnh Siêng Khoảng, Lào. Theo tài liệu của cơ quan công an, Vừ Trồng Ninh là dân tộc Hờ Mông, trước đây quê ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, là đối tượng nghiện ma túy nặng. Hắn cũng thường xuyên lên đỉnh Pù Lô mua ma túy về sử dụng nên rất thông thuộc địa hình nơi đây. Về sau, do hắn có liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy nên bị công an truy bắt, Ninh đã bỏ trốn sang Lào rồi nhập quốc tịch, định cư hẳn bên đó. Là kẻ thông thuộc địa hình rừng núi, lại biết được nhu cầu mua ma túy trên đỉnh Pù Lôm, thời gian gần đây, Vừ Trồng Ninh đã quay trở lại tìm hiểu, rồi hình thành nên một đường dây ma túy. Cũng như những tên tội phạm ma túy nguy hiểm khác, Ninh đã thu nạp một số tên có máu mặt rồi trang bị súng AK cho chúng làm nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ mình. Ngoài ra, trong người hắn cũng luôn có nhiều loại vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả nếu gặp lực lượng chức năng. Ninh đã dựng một cái lán trên đỉnh núi Pù Lôm rồi cất giấu ma túy ở đó. Hàng ngày, các đầu nậu và đám con nghiện muốn lấy hàng phải trải qua kiểm tra của những tên cảnh giới, đứng canh giữ dọc đường rồi mới vào gặp được Ninh để giao dịch. Với số lượng ma túy được chuẩn bị dồi dào, Ninh chưa lúc nào làm các đầu nậu phải thất vọng.
Công an huyện Tương Dương và lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Nghệ An đã từng lên kế hoạch triệt phá đường dây ma túy của Vư Trồng Nanh nhưng chưa thành công. Nguyên nhân bởi địa điểm chúng dựng lán hoạt động là nơi có địa hình đồi núi hiểm trở, xung quanh lại có nhiều tên cầm súng ẩn nấp làm nhiệm vụ cảnh giới. Bên cạnh đó, Nanh là một kẻ liều lĩnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, quyết tâm đấu tranh triệt phá đường dây ma túy do Vư Trồng Nanh cầm đầu. Chuyên án do Thượng tá Nguyễn Sĩ Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Tương Dương làm trưởng ban. Sau khi chuyên án được xác lập, nhiều tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được phân công bám sát theo dõi mọi hoạt động của chúng để tiếp tục nắm bắt thông tin. Trung tuần tháng 4 năm 2020, ban chuyên án nhận được nguồn tin Vư Trồng Nanh và đám tay chân vừa mới về Lào lấy hàng sang để bán. Xác minh đúng thông tin, ban chuyên án đã họp bàn, triển khai lực lượng chuẩn bị phá án. Nhiều tổ trinh sát nhanh chóng được lệnh di chuyển lên đỉnh Pù Lôm, mở đường bí mật áp sát xung quanh lán ma túy của Vư Trồng Nanh, chờ cơ hội bắt giữ. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2020, lực lượng đánh án phát hiện Vư Trồng Nanh rời khỏi lán đi xuống bờ suối múc nước. Nhận định thời cơ phá án đã đến, hai trinh sát mai phục gần bờ suối được lệnh lao ra để bắt đối tượng. Nghe tiếng động lạ, Vư Trồng Nanh liền rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn chuẩn bị xiết cò thì bị một trinh sát đá văng súng. Không chịu khuất phục, Nanh tiếp tục rút dao nhọn ra lao vào tấn công trinh sát để mở đường máu bỏ trốn. Bằng những thế võ điêu luyện, các trinh sát né tránh những đợt tấn công của Nanh, đồng thời quật ngã hắn xuống đất khống chế. Cùng thời điểm trên, khi biết đã khống chế được Vư Trồng Nanh, các tổ đánh án bao vây vòng ngoài, liền nổ súng chỉ thiên, ngăn không cho những tên tay chân của hắn lao đến giải cứu. Nghe tiếng súng nổ, đám đàn em của Nanh thấy nguy hiểm nên đồng loạt bồng súng chạy vào rừng sâu bỏ trốn. Khám xét tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ một bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng quân dụng đã lên đạn, 3 khẩu súng tự chế, 4 liên đạn, 1 cân tiểu ly và 2 con dao nhọn. Ngay sau đó, Vư Trồng Nanh và toàn bộ tang vật được đưa ra khỏi đỉnh Pù Lôm về trụ sở công an huyện Tương Dương để đấu tranh khai thác. Tại đây, bước đầu Nanh đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Di cư sang Lào, gây dựng cơ nghiệp, Vư Trồng Nanh có hẳn một trang trại trâu bò, hứa hẹn sẽ phát triển xa hơn nữa. Thế nhưng, Nanh bập vào ma túy rồi bán dần cả cơ nghiệp, đi theo con ma trắng. Nanh bị bắt trong lần cuối hồi hương về Việt Nam cùng một chuyến hàng lớn. Vư Trồng Nanh sinh ra ở xã Hủy Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Huyện trú tại huyện Mường Pẹt, tỉnh Siêng Khoảng, Lào. Năm 10 tuổi, Nanh theo họ hàng di cư sang Lào. Bởi vậy, gã có hai quốc tịch Việt Nam và Lào. Bươn trải từ nhiều nghề, Nanh đã dần gây dựng được một trang trại chăn nuôi trâu bò. Sau đó, gã lập gia đình với một người phụ nữ bản địa và sinh được 4 người con đủ nếp đủ tẻ. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên con cái lớn lên, được ăn học tử tế và đi làm ở nước ngoài. Cuộc sống của gia đình Nanh tưởng chừng như êm ấm hạnh phúc. Không ngờ, Nanh bập vào ma túy khi nào không hay. Những con trâu con bò cứ lần lượt đội nón ra đi để lấy tiền mua ma túy cho Nanh. Nghiện lâu năm nên chỉ ít năm là Vư Trồng Nanh đã nướng cả đàn trâu của gia đình vào ma túy. Kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp do tài sản giá trị trong nhà lần lượt ra đi. Vợ Nanh vì thế mà nhiều lần trách móc khiến Nanh càng chán nản và tiếp tục sa chân vào con đường mua bán ma túy. Theo tài liệu của Công an huyện Tương Dương năm 2007, do nghiện ma túy nên Vư Trồng Nanh tìm được nguồn hàng và tìm cách vượt biên trở lại Việt Nam, thiết lập một tụ điểm mua bán ma túy ở đồi Dốc Mới, xã Yên Na, Tương Dương. Trước tình hình này, Công an huyện Tương Dương đã thiết lập một chuyên án để triệt phá, đẩy đuổi tụ điểm mua ma túy nhức nhối này. Nanh chạy về Lào ẩn náu một thời gian, tuy nhiên gã vẫn lén lút đi lại giữa hai nước để mua bán ma túy. Hành tung thoát ẩn thoát hiện. Năm 2019, sau những lần vượt biên vào nội địa bán ma túy, Nanh nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ tên là Bảo ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bản thân không có tiền tiêu xài như trước, cộng với việc tình cảm vợ chồng không được như xưa, Nanh quyết định hồi hương bằng một chuyến hàng trắng lớn. Đầu năm 2020, Vư Trồng Nanh tái lập một tụ điểm ma túy tại khu vực Dốc Pù Lôm, Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ngoài việc sử dụng đối tượng nghiện làm chân dết đưa hàng và cảnh giới, Nanh trang bị súng và đạn để đối phó với lực lượng chức năng cũng như những đối thủ trong giới bán lẻ hàng trắng. Giữa đêm 21 tháng 4 năm 2020, Công an huyện Tương Dương đột kích vào lán, khống chế và bắt giữ Vư Trồng Nanh, thu giữ hơn 530 gram ma túy, một khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn.
Cuối tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vư Trống Nanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Không hề có người thân nào của bị cáo đến dự tòa, với Nanh người phiên dịch trở thành người thân duy nhất tại tòa. Ngày Nanh bị bắt giữ, cô nhân tình của gã đang mang bầu được tháng thứ tư. Cũng từ đó hai người không hề liên lạc gì với nhau. Nhắc đến người vợ ở quê, gã chỉ cười chua chát. Còn hiện hai con của Nanh đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, kinh tế khá giả. Chắc hẳn trong thâm tâm gã đàn ông ấy vẫn hối hận và muốn gửi tới vợ con một lời xin lỗi nhưng chưa có cơ hội. Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch, Nanh khai mang 70 triệu kíp Lào lên một khu đồi của huyện Mường Pẹt, tỉnh Siêng Khoảng, Lào. Mua 2 bánh heroin hết 60 triệu kíp, 20 gói hồng phiến hết 10 triệu kíp. Sau khi mua được ma túy, Nanh xách theo súng vượt biên vào Việt Nam, tổ chức bán lẻ trên dốc Pù Lôm cho đến khi bị bắt giữ. Nanh cho biết bị cáo trang bị súng quân dụng đề phòng khi bị lực lượng phòng chống ma túy vây bắt, nhưng trong quá trình bắt giữ, Nanh không hề chống trả công an. Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội trở về với vợ con, dù rằng không chắc chắn người thân còn cần đến mình, theo lời của người phiên dịch. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vư Trống Nanh là nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải, vì vậy được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ các tình tiết tại tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Vư Trống Nanh mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt của Nanh là tù chung thân. Phiên tòa kết thúc, Nanh nặng nề rời khỏi phòng xét xử nhưng vẫn cố ngoái lại phía sau để tìm kiếm gương mặt thân quen. Ước mơ được trở về của Nanh cũng chấm dứt sau bản án ấy. Không ngờ chuyến hồi hương này với gã lại là những ngày ngồi sau song sắt cho đến hết cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.